chào các bạn. Hôm nay một năm chúng mình sẽ review đầm sen cho các bạn xem nhé. Kia là quốc ben và liệu ben. Thì mình đang đứng chờ để mua vé cho các bạn. Hôm nay là ngày 1/5. Thì mình sẽ tranh thủ, bữa nay rất đông luôn nha các bạn. Xe đông hơn ngày bình thường rất là nhiều, chắc rất là đông rồi các bạn. Mình chăn nước nha các bạn. Này nóng quá rồi, vào đây cho coi thử xem thử nó thay đổi không khí, nó có mát không nha. Rất là đông người đang chờ mua vé. Quá đông. Đây. Chờ mua vé thôi mà cũng lâu. Đông cực kỳ. Một bên này. Mình hai bên này. Bây giờ mình sẽ đọc ống các bạn. Mình đi giờ này là 12 giờ trưa nha. Đông thì vô cái đồ á. Người quá trời người luôn. Người như mẹ luôn. Đồ ở đâu chỗ nào? Kia. Tiền ăn. Đây, hai bên chỉ đi mua vé nè. Đông quá. Hôm nay đi mua vé gửi đồ cũng rất là khó khăn nha các bạn. Anh ấy đã mua được vé kìa. Đây. Thì bây giờ mình đã gửi đồ rồi, xong hết rồi nha các bạn. Mình đang tiến ra khu vui chơi dưới nước này nha các bạn. Nóng quá các bạn ơi. Hôm nay lỡ nên rất là đông luôn. Mình đang tiến ra. Đây. Rất là nhiều người. Đây. Đây là hào cổng vô đây. Thì có những cái trò chơi đây. Các bạn. Đây là đầu cổng luôn rồi các bạn. Thì chậm nữa mình sẽ chơi hết, mình review cho các bạn xem ha. Mình chỉ quay sơ qua thôi. Rất là nhiều trò chơi ở ngoài này. Đông quá, đi né người không cũng mệt nha các bạn. Đi bên và quốc bên đây. Đồng đội của mình đây. Hôm nay sẽ cho mấy anh đã nhúng nước một bữa rồi giờ đau luôn. Bây giờ mình đã xuống hồ nha các bạn. Đó là bác Ben đang bơi. Bác Ben kìa.
Hôm nay là đông quá. Là nơi đầu tiên. Bơi đi Liễu Ben. Bơi đi. Đông quá không được. Bơi đi. Rất là đông luôn. Người đông như kiến luôn các bạn. Con heo đang bơi kìa các bạn. Cầm về qua đi anh bơi kiếm anh. Cầm đi. Cầm vậy thôi. Ở hai bên bơi nha các bạn. Bắt lên các bạn ơi. Đây là trò vượt thác nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ chơi cái trò chơi này để cho các bạn xem nha. Từ trong kia mình sẽ nhắc phao bộ lên trên đó mà tụt xuống. Bây giờ mình sẽ lên chơi cho các bạn xem. Đường đi lên thác trượt nha các bạn. Liễu Ben đang dắt phao. Quốc Ben đang dắt cho mình luôn. Mình sẽ lên review cho các bạn xem nha. Đây, mình đang lên cái tòa nhà nha các bạn. Mình đang lên đây. Mình sẽ chụp cho các bạn thấy một số chụp xuyên thời gian. Chụp đây là sắc mặt luôn. Đang lên rồi các bạn. Rất là cao. Bây giờ Quốc Ben sẽ quất cái đầu tiên nha các bạn. Quốc Ben sẽ quất cái đầu tiên. Liễu Ben đây. Liễu Ben đã chạy rồi. Quốc Ben đã chạy luôn. Rồi, hai người đó đã xuống đáp cánh an toàn rồi. Đây các bạn. Anh dám ok. Bây giờ các bạn chờ tới lượt mình sẽ cho các bạn xem nha. Các gương mặt rất là hớn hở các bạn. Rất cao luôn các bạn. Rất là phê luôn nha mọi người. Nhưng mà những người có không bị bệnh yếu tim mới chơi được. Còn nếu mà các bạn nào mà cảm thấy mình bị yếu tim á thì đừng nên chơi nha. Hello các bạn, đây là Hải Ben nha. Hải Ben chuẩn bị trượt. Đó, nguyên một con heo á. Hải Ben trên chiếc thảm hồng.